Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay, ngay sau đây. Hôm nay đã là 14 tháng 7 âm lịch, nhà nào cũng bận phải tập trung cúng rằm cho sớm, bởi vì sang ngày mai là phải tiễn các cụ về dưới rồi. Nhà bà Lương giàu nhất xóm nên năm nào cũng cúng rằm tháng 7 to đùng. Mấy mầm lễ tươm tất trải từ trong nhà ra tới ngoài sân, tốn không biết bao nhiêu tiền của. Thầy cúng cùng bà Lương ngồi trong nhà uống nước. Ngoài sân có một bà giúp việc đang chia mâm cúng chúng sinh ra thành nhiều phần, rồi cho vào túi bóng, lát nữa mang sang mấy nhà có trẻ con xung quanh, cho mỗi nhà một ít. Năm nay bà đặc biệt chuẩn bị lễ nạp lớn hơn, cúng khấn cũng kỹ lưỡng hơn mọi năm. Ông thầy cúng đã làm lễ cho nhà bà Lương ngót nghét 7-8 năm nay, tính ra cũng đều là chỗ thân quen. Như thường lệ mỗi năm, sau khi mà cúng xong đàn lễ cho nhà bà Lương, ông thầy đều sẽ nán lại xem cho gia chủ một quẻ. Ông thầy lật từng lá bùa trên bàn, lại nhìn gương mặt của bà Lương một lượt rồi thở dài. Ông biết điều mà mình luận ra được sẽ khiến bà Lương hoang mang. Nghĩ đi nghĩ lại, ông thầy vẫn không nỡ cho bà ấy biết. Thầy úp bài lại rồi dặn dò bà Lương đôi ba câu. Cậu con trai nhà cô tháng này hạn nặng lắm đấy nha. Mệnh số của cậu ấy không được suôn sẻ cho lắm. Đàn lễ năm nay đủ đầy, lòng thành được chứng. Ông Mãnh bà cô gia tiên đã nhận đủ, mong họ phù hộ che chở cho con cháu vượt qua được kiếp nạn. Cậu này dễ gặp vận xui liên quan đến tàu bè và sông nước, tránh những thứ ấy ra. Cần giúp gì thì cứ liên hệ với tôi. Còn bây giờ tôi xin phép ra về. Ông thầy đeo cái tay nải lên vai rồi rời đi giữa cái nắng trưa hè bọc rát. Bà Lương ngồi ngẫm mãi về lời ông thầy nói, lòng dạ không hiểu sao cứ sốt sắng không yên. Chuyện mệnh cách đặc biệt của con trai bà Lương phải kể tới 12 năm trước. Bà Lương xuất thân trong gia đình nhiều đời làm kinh doanh, giàu từ trong trứng nước. Thế rồi cuối cùng bà cãi cha cãi mẹ mà đi chọn lấy một người chồng không môn đăng hộ đối. Ban đầu mối hôn sự này bị gia đình kịch liệt phản đối. Về sau vì bà quá cố chấp nên gia đình mới miễn cưỡng đồng ý cho cưới. Hai vợ chồng sống với nhau hơn chục năm vẫn không có con. Sau này y học phát triển, bà Lương đổ tiền đi làm thụ tinh nhân tạo, chạy chữa mãi tới năm 40 tuổi thì mới đón được tin vui. Người ngoài cứ nghĩ đứa con đó là do hai vợ chồng bà nhờ tới can thiệp y học, nhưng sự thật thì chỉ có mình bà Lương là rõ. Lúc vợ chồng bà đã sắp buông xuôi thì nghe người ta đồn có một ngôi đền cầu con rất linh. Những người tới đó cầu khấn mỗi ngày đều đông như chảy hội, lư hương lúc nào cũng khói bay nghi ngút. Thế là vợ chồng bà khăn gói đi tới nơi nọ, chủ yếu muốn tìm chút vận may cuối cùng. Vậy mà hai vợ chồng thật sự cầu được một đứa con thật. Cậu con trai được sinh ra, cả nhà trên dưới vui hơn Tết, ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Bà Lương trước lúc sinh con đã đi xem mệnh, rồi xem mùa sinh, tháng sinh, cuối cùng mới chốt đặt tên cho cậu con trai quý tử là Phú. Cũng công nhận vợ chồng ông bà Lương có phúc, đẻ được đứa con đẹp như là tranh vẽ, nhanh nhẹn, kháu khỉnh hơn hẳn những đứa trẻ khác. Chỉ bị mỗi cái là cậu hơi khó nuôi, thường xuyên ốm vặt, dọa bà Lương nhiều trận khiếp vía. Đến 3 tuổi sức khỏe mới bắt đầu tốt hơn một chút. Nhưng cũng vào năm Phú 3 tuổi thì chồng của bà Lương chẳng may qua đời vì bị tai nạn giao thông. Phú còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cha. Bà Lương ở vậy nuôi con cho tới giờ. Năm nay Phú vừa tròn 13 tuổi, bà Lương đi xem bói ở đâu cũng thấy thầy phán mệnh của Phú là con trời. Ông trời cho vợ chồng bà thì cũng có thể đòi lại bất cứ lúc nào. Bà Lương sợ lắm, chồng đã tạ thế chỉ còn lại mỗi đứa con an ủi. Bà thà chết cũng không muốn mất con. Biết con mình khó nuôi nên bà Lương rất chăm đi chùa đi lễ, hạ
hàng năm tốn rất nhiều tiền để xin cho con được bình an suôn sẻ. Nhưng số trời đã định, người tính không bằng trời tính. Cái gì đã định sẽ xảy ra thì khó lòng mà trốn thoát. Sau khi tiễn thầy cúng rời khỏi, bà Lương chẳng có buồn ăn uống gì mà đi về phòng, liên tục gọi điện thoại cho Phú. Phú còn là trẻ vị thành niên, ham vui ham chơi nên thường xuyên không có mặt ở nhà. Bà Lương cũng quen rồi, nhưng hôm nay tự dưng bà lại thấy ruột gan cồn cào khó chịu. Sáng nay bà Lương muốn giữ con ở nhà để cùng làm lễ, nhưng Phú không nghe, nằng nặc đòi tới nhà bạn để chơi game. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Lương mới gọi điện thoại cho con về nhà. Nhưng năm cuộc gọi liên tiếp đều đổ chuông, không có người bắt máy. Điều đó càng làm cho bà Lương đứng ngồi không thể yên được. Bà Lương lúc này mới nhớ bật định vị ở điện thoại của con lên để kiểm tra. Không ngờ vị trí hiển thị lại ở khu vực cầu liên xã. Bất giác bà Hương rùng mình nhớ tới lời ông thầy cúng nói, lại nghĩ về cây cầu vắt qua con sông vừa sâu vừa rộng thăm thẳm kia. Linh cảm thế nào, bà Lương vội lái xe chạy đi tìm con. Vừa lên tới đầu cầu đã trông thấy ngay ở phía gò đất bên dưới túm tụm rất nhiều người chen chúc, nhìn là biết có người đuối nước. Cho đến khi bà Lương biết được người bị dòng nước cuốn đi chính là con mình thì bà gần như mất trí. Bà điên cuồng gọi rất nhiều người tới, thuê thợ lặn tìm kiếm con trai xuyên suốt một ngày một đêm không ngủ. Đến đúng 3 giờ chiều ngày 15 tháng 7 âm lịch, xác của Phú mới nổi lên. Bà Lương ôm cái xác lạnh ngắt của con trai mà chết lặng, nước mắt chảy như mưa mà miệng không thốt lên được một lời nào vì quá đau khổ. Làng xóm giúp đưa xác của Phú về rồi xúm vào dựng rạp, đỡ đần cho bà Lương lo hậu sự. Mất cha thì còn mẹ, mất mẹ thì còn cha, nhưng mẹ mà mất con thì không còn gì nữa cả. Nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai ai cũng thấy xót xa. Chồng bà Lương đã tạ thế, vất vả hơn 10 năm dòng mới có được đứa con, vậy mà giờ lại ra đi đột ngột như thế. Chỉ sợ bà Lương tuyệt vọng và nghĩ quẩn. Trong suốt tang lễ, bà Lương cứ ngất một chốc rồi gắng gượng tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, mặt mày tái mét, hớt hải đòi đi tìm con. Nhiều lúc tỉnh dậy, bà Lương không chấp nhận được chuyện mất con. Thấy cảnh các thầy đang làm lễ tập liệm, bà Lương lao tới ôm chầm lấy cái xác cứng đờ co quắp của Phú, không cho ai động vào. Bàn tay bà run rẩy vuốt ve gương mặt của con, dáng vẻ thê thảm đáng thương vô cùng. Xác của Phú lúc này da rẻ đã tím tái, bụng trương to. Vì nằm úp mặt xuống nước nên phần lưng của Phú bị mặt trời hun nóng, bắt đầu hoại tử và thối rữa ra. Sờ vào có cảm giác nhầy nhầy nhớt nhớt. Lúc vùng vẫy tìm đường sống, có lẽ Phú đã sợ hãi, phản xạ cố bám vào vật gì đó khiến 10 đầu ngón tay bị lật chóc móng, chảy chụa lòi thịt. Các cơ ở cẳng chân cẳng tay đều bị co rút lại. Đồ đệ của thầy cúng phải dùng rất nhiều rượu gừng để xoa bóp mới có thể kéo thẳng ra được một chút. Lúc tẩm liệm thi thể, kỵ nhất là để người nhà làm rơi nước mắt lên xác của người chết. Điều này sẽ khiến linh hồn của người chết không thể siêu thoát, luyến lưu gia đình, luyến lưu trần thế, vất vả vất vưởng, không trốn dung thân mà trở thành cô hồn dã quỷ. Lòng sinh tà niệm sẽ dễ làm hại người khác. Ở trong khu mà bà Lương sống có một đội chuyên lo ma chay trọn gói từ A đến Z, từ việc sắp xếp đàn cúng cho tới kèn trống, thực hiện các nghi lễ như khâm liệm, nhập quan, di quan và chọn huyệt mộ, thậm chí là tiếp đón quan khách. Nhà nào có người qua đời đều gọi đội nhóm này tới lo liệu, nhất là việc tẩm liệm thi hài, thường không cho người nhà tự tay làm, vì sợ họ không kiềm chế được đau khổ mà khóc thương rơi nước mắt lên thân thể người quá cố, gây ra những hệ lụy có hại về sau này. Biết là vậy nhưng bà Lương vẫn mặc kệ những lời khuyên ngăn của mọi người, nhất quyết ôm chặt cái xác của con trai, ngồi co ro trong góc nhà. Đôi mắt bà đỏ ngầu, nước mắt cứ thế chảy dọc xuống gò má, rơi lên đỉnh đầu và gương mặt của Phú. Thầy cũng thấy tình hình không ổn, nhờ mấy người cưỡng chế kéo bà Lương ra, khó khăn lắm mới có thể tiếp tục làm lễ. Trong suốt tang lễ của Phú, bà Lương thất tha thất thểu như hồn ma. Lúc đưa con đi chôn, bà suýt chút nữa đã nhảy xuống huyệt ôm quan tài.
cũng may người ta cản lại kịp. Sau tang lễ, rất nhiều người khuyên bà Lương đi làm lễ dẫn hồn cho Phú, bởi vì những người chết đường chết chợ, vong hồn sẽ khó tìm được đường về nhà, nhất là người chết đuối như Phú. Nhiều trường hợp còn bị giấu xác, người nhà gọi hồn 5 lần 7 lượt cũng không được. Những vong hồn đó đa phần là bị Hà Bá giữ hồn phách lại, hoặc là bị cô hồn dã quỷ dưới sông bắt lại không cho về. Cũng có người hồn vía về không đủ, cuối cùng vẫn chẳng thể siêu thoát được. Bà Lương đắm chìm trong nỗi đau thấu tâm can, ai nói gì bà cũng vội làm theo. Qua người quen chỉ điểm, bà Lương tìm được một pháp sư chuyên làm lễ gọi hồn người chết đuối. Qua lời mời, ông thầy đó trực tiếp đến nhà bà Lương để làm lễ, còn dẫn theo 5 người đồ đệ nữa. Lễ quả vô cùng tốn kém, đầu heo gà dê không thiếu gì cả. Ông thầy chuẩn bị một dải vải trắng muốt dài gần 30 mét, nối thẳng từ chỗ vớt được xác của Phú lên tới trên đường lớn. Cành thượng phan bằng tre được cắm ngay bên bờ sông. Đồ đệ của ông thầy tụng kinh liên tục. Quả chấm chọn của thầy, một người anh họ của Phú cũng có mặt ở buổi lễ. Anh này ngồi xếp bằng ở giữa cành phan theo lời thầy. Tụng kinh nửa ngày, ông thầy dặn người anh họ nếu thấy gì khác lạ thì phải ra hiệu ngay. Cậu anh họ này vẫn còn trẻ tuổi, không tin vào ma quỷ tâm linh, thái độ còn cười đùa không nghiêm túc. Lúc đó tự dưng cành tre trong tay bỗng nặng trĩu, ngọn cây ban đầu lắc lư nhẹ nhẹ, cảm giác cứ như có người đang đánh đu ở trên đấy vậy. Pháp sư trông thấy cậu anh họ mồ hôi đầm đìa, gương mặt thảng thốt, biết ngay thời cơ đã tới. Ông ấy bắt đầu rung chiếc chuông nhỏ trong tay, âm thanh leng keng của kim loại khiến cho những người xung quanh tự dưng nổi da gà. Khói hương đốt lên mù mịt, tàn giấy vàng mã bay phất phơ trong gió, cuộn lên thành những cột lốc nhỏ nhỏ. Bà Lương khóc đứng khóc ngồi, phải có người đỡ thì bà mới không gục xuống. Gương mặt lốm đốm tàn nhang do tuổi tác nhăn tít lại, từng tiếng gọi Phú ơi cứ nức nở liên hồi. Trên tấm vải trắng tinh bắt đầu xuất hiện những dấu chân lờ mờ đẫm nước, như có người đi từ dưới lòng sông dẫm lên vậy. Ai đứng nhìn cảnh này thì cũng tròn mắt ngạc nhiên. Bước chân in tới đâu, nến đỏ thắp ở hai bên tắt ngúm tới đấy. Cho tới khi đến cuối đoạn vải trắng, ở đó có đặt tấm ảnh thờ của Phú, dấu chân mới dừng lại. Sau lần làm lễ đó, thầy pháp nói hồn phách của Phú đã tìm được đường về nhà. Kẻ cũng tội, mới có 13 tuổi đã đuối nước mà chết, bao công chăm bẵm dưỡng dục của phụ mẫu giờ đổ sông đổ biển. Bà Lương cứ ngẩn ngơ một mình. Ngày nào bà cũng ngồi rịt trong căn phòng của con trai, dùng nước mắt để rửa mặt. Bao nhiêu đồ đạc trước kia Phú từng dùng được bà Lương cố ý giữ lại toàn bộ. Ai cũng nghĩ do bà nhớ con nên mới thế, nhưng kỳ thực thì không chỉ có vậy. Từ ngày Phú mất đi, bà Lương cũng chẳng có mấy khi ra ngoài. Bà dựng hẳn cho Phú một bàn thờ riêng, một bát hương riêng, ngày ngày ngồi trò chuyện với tấm di ảnh của con trai. Cũng không biết vì quá nhớ thương con hay là Phú thật sự thiêng, mà hầu như ngày nào bà Lương cũng mơ thấy con về. Nhưng Phú chỉ đi vòng vòng ở ngoài cửa, đôi mắt nhìn mẹ mình lúc nào cũng đẫm nước. Rất nhanh sau đó Phú đi mất. Có một hôm bà Lương mơ thấy Phú đang đứng ngoài cửa, thì đột nhiên bị hai người to cao, mặt mày hung dữ, mặc quần áo như hộ pháp nhào tới bắt, rồi lôi đi. Phú vừa khóc vừa giãy giụa, liên tục kêu cứu, nhưng không thoát được. Bóng dáng của cậu khuất dần trong bóng đêm đặc quánh. Cũng kể từ sau lần đó, bà Lương hay thấy con về trách móc mình. Ban đầu chỉ là mơ, nhưng về sau Phú còn quậy phá đồ đạc ở trong nhà nữa. Có lẽ vì Phú còn ít tuổi nên tính tình vẫn còn trẻ con. Nhiều lần cậu dọa bà giúp việc khiến bà ấy sợ khiếp vía, té lăn xuống cầu thang. Đêm nào Phú cũng về lục lọi bát đũa nồi niêu xong chảo, phát ra những tiếng lạo xạo, đinh tai nhức óc. Đồ ăn trong nhà mới mua về nóng hổi đã thiêu chảy ra. Bà giúp việc chịu không nổi mà phải xin nghỉ làm. Tin tức nhà bà Lương bị ma ám đồn ra khắp nơi, chẳng ai dám lui tới quá lâu nữa, nhất là vào ban đêm. Bà Lương chỉ còn một mình sống trong ngôi nhà khang trang, nhưng bà không thấy sợ, ngược lại còn vui vẻ,
vì biết con vẫn còn bên cạnh. Buổi tối đi ngủ, nhiều khi bà thấy cái bóng đen lờ mờ đứng dưới chân giường rồi nhìn bà chằm chằm. Bà biết là con về nên còn hỏi han con vài câu, nhưng Phú hậm hực nện từng bước thình thịch xuống nền nhà. Tới khi bà Lương chìm vào giấc ngủ, Phú vẫn không chịu yên. Cậu ta sẽ nắm lấy tóc của bà Lương mà giật mạnh, có khi gào khóc trong giấc mơ. Có lẽ cũng tại bà Lương vào lúc tẩm liệm cho con lại rơi nước mắt lên người Phú, nên vong hồn mới không chịu đi đầu thai, cứ dính chặt lấy mẹ không rời. Đồ đạc của Phú cũng không được đốt xuống. Cậu ta ngày nào cũng báo mộng cho mẹ để đòi đồ của mình. Ban đầu bà Lương thấy con hay về thì mừng lắm, nhưng dần dần bà cũng chịu không nổi. Một bên vai nặng trĩu, thậm chí lệch hẳn xuống, đầu óc lúc nào cũng đau, người ớn lạnh rồi nổi hết da gà da vịt lên. Bà Lương mất ăn mất ngủ, nhiều phen đứng tim vì bị Phú dọa dẫm, đến mức bà ta phải đi tìm thầy để giúp mình. Bà Lương tới chỗ ông thầy cúng, ông ấy một mực khuyên bà hãy chịu khó ăn chay niệm Phật, hồi hướng công đức để Phú dễ siêu thoát. Nhưng bà Lương không chịu. Bà Lương vẫn muốn con được quanh quẩn ở bên mình, miễn là nó không quấy phá nhiều nữa là được. Ông thầy cúng khuyên không được thì cũng đành thôi. Ông ấy làm nghề này đã quá nửa đời người, cũng chưa thấy ai cố chấp như vậy. Bị ông thầy từ chối, bà Lương đánh liều tự làm theo ý mình. Bà ta nghĩ rằng do mình cúng khấn lo việc cho con vẫn còn thiếu sót nên con mới quay về của trách. Nhà người khác cúng cơm người mất trong 49 ngày đầu, còn Phú mất đã hơn 100 ngày, nhưng bà Lương vẫn làm cơm cúng như bình thường. Ban đầu ấy bà cúng đồ chay, nhưng đêm bà ngủ ấy, toàn mơ thấy Phú về hất đổ mâm cơm. Sau đó bà chuyển sang cúng đồ mặn. Phú thì cũng phụng phịu tỏ ý chưa vừa lòng. Phú gào lên trong mỗi giấc mơ của mẹ mình, đòi phải cúng thịt sống, trứng gà, trứng vịt sống, tiết canh. Bà Lương cũng chẳng hiểu sao con lại đòi hỏi những thứ ấy, nhưng vẫn chiều con. Thấy Phú không còn quậy phá nữa thì bà an tâm hẳn. Ngôi nhà của bà Lương lúc nào cũng tối om, u ám. Người yếu vía mà đi qua còn thấy sợn cả da gà. Ban đêm thì cứ phát ra những tiếng huýt sáo, tiếng người đi lại loẹt quẹt, cả tiếng cười ha hả chói tai. Mỗi lần Phú cần gì đều về báo mộng cho mẹ, bà Lương lại cuôn cút làm theo, không một chút thắc mắc. Cũng từ đợt cúng đồ sống đó, trong người bà Lương khỏe hẳn ra, không còn đau chỗ nọ chỗ kia nữa. Mỗi ngày bà Lương dùng rất nhiều thời gian để mà ngồi trước bàn thờ của Phú, nhưng thay vì tụng kinh cầu siêu, bà lại tỉ tê với con đủ thứ đắng cay trong cuộc đời. Cái chết đột ngột của Phú bị bà đổ hết lên đầu những người bạn đã đi cùng Phú ngày hôm đó. Mỗi lần nhắc tới, bà Lương lại nói ra rất nhiều câu nguyền rủa độc địa. Bà ước gì cái đám đó chết quách đi, chứ không phải con mình. Những lần tâm trạng của bà Lương mất kiểm soát, tấm ảnh thờ của Phú cũng rung lên nhẹ nhẹ. Có lần còn cháy bùng cả bát hương lên. Bà Lương dường như đã truyền cái sự tiêu cực và độc đoán của mình sang cho con, khiến linh hồn của Phú sinh ra tà niệm, dần trở nên vặn vẹo và hung tàn. Nhiều khi bà Lương ngồi nhìn miếng thịt còn đỏ hỏn, còn lẫn cả tơ máu trên bàn thờ mà rùng mình. Nhưng nếu không cúng những thứ đó thì Phú sẽ về quấy quả, khiến cho bà mất ăn mất ngủ. Có nhiều chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ chẳng vãn hồi được nữa. Hồn ma của Phú không chịu đi đâu, ngày ngày tận hưởng sự cung phụng của mẹ, lúc nào cũng khắc khoải suy nghĩ trả thù đời. Dần dần, từ một hồn ma yếu ớt, Phú thành quỷ lúc nào chẳng hay. Tà tâm nổi lên ngày một mạnh mẽ, cuối cùng nuốt chửng chút lương thiện cuối cùng. Phú bắt đầu muốn đi gây chuyện, không còn chịu quanh quẩn ở trong bốn bức tường nhà nữa. Và người đầu tiên Phú tìm tới chính là những người bạn từng đi cùng Phú tới bên bờ sông. Một tháng liên tiếp bà Lương không trông thấy con về nữa, bà bắt đầu lo lắng. Tối đó lúc bà đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường thì ngoài trời bỗng nổi giông, gió lớn nện huỳnh huỳnh vào cánh cửa sổ được làm bằng gỗ, làm cho nó rung lên bần bật. Bà Lương bị đánh thức, lật đật ngồi dậy, trong đầu còn đang nghĩ sao tự dưng lại có cơn gió lớn thế. Bà mới loay hoay chỉnh lại chốt cửa cho chắc,
Nhưng vừa chạm tay vào chốt cửa thì cánh cửa đã suýt bị gió quật tung ra. Bà ghé mắt nhìn bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc soi lờ mờ những bóng cây ở phía xa. Lần trong màn đêm có cái bóng đen cao lớn cục mịch đang di chuyển một cách chậm chạp. Bà Lương mới nhắm mắt để nhìn cho rõ, xung quanh nhà đều là vườn tược, chẳng lẽ có trộm. Lặng lẽ quan sát, bà thấy cái bóng đen đi vào trong sân nhà. Xung quanh tiếng chó tru lên ầm ĩ, nhưng kẻ kia chẳng mảy may để ý chút nào. Bà Lương chắc chắn đó là trộm. Bà định hét lên kêu cứu, nhưng chưa để bà lên tiếng thì cái bóng kia đã men đến sát bên cửa sổ chỗ bà đứng. Tim của bà Lương tưởng chừng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mắt của bà là một dáng người gầy gò, đen kịt như nhựa đường. Xung quanh toát ra một luồng khí lạnh tới thấu xương. Bà không nhìn rõ được mặt kẻ đó, nhưng đôi mắt đỏ lòm cùng cái lưỡi dài thè ra một khúc khiến cho bà Lương suýt hét lên. Trước giờ bà vẫn nghe các cụ nói chỉ có quỷ mới có đôi mắt đỏ như máu. Vậy cái thứ trước mặt bà kia là người hay là quỷ? Bà Lương sợ hãi lùi lại. Bà ngồi thu lu trong góc giường, toàn thân không khống chế được mà run lên. Cái bóng đen kia bao trùm toàn bộ tầm nhìn bên ngoài khung cửa. Nó ngó đầu nhìn thẳng vào chỗ bà Lương ngồi, rồi cười lớn, khuôn miệng rộng toác đến mang tai, cái lưỡi dài cũng rung lên khoái chí. Bà Lương sợ lắm, hồn ma cổ phú bà không sợ, nhưng thứ quỷ quái này lại khiến chân tay bà mềm nhũn. Bà Lương liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như một cái máy. Con quỷ cất giọng ồm ồm rất khó nghe, cứ như âm thanh của radio bị nhiễu sóng. Mẹ, mẹ ơi, con là Phú đây. Nghe tên con trai, bà Lương đứng hình mất mấy giây, cố nén lại sợ hãi, giọng run run hỏi. Là Phú thật hả con? Sao con lại thành thế này hả con? Mẹ biến con thành thế này mà, sao mẹ lại sợ? Con phải thành quỷ, thành quỷ rồi thì mới không bị bắt đi. Con sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Mẹ, con hận chúng nó hại chết con. Vì chúng nó rủ con nhảy xuống bơi nên con mới chết. Tại sao chúng nó được sống, còn con lại phải chết? Con phải trả thù. Vong hồn của Phú gào vào mặt bà Lương, đôi mắt trợn ngược đỏ lòm như ngọn lửa. Cùng lúc đó, hai chiếc chén đựng nước trên bàn thờ của Phú tự dưng nứt ra làm đôi. Bà Lương nghĩ mãi mới ra ý tứ của Phú, nhưng lúc ấy bà sợ. Hai chân của bà cứ run mãi chẳng nhấc lên nổi. Con trai của bà tại sao lại thành quỷ? Nó định đi làm gì? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Tim của bà Lương vốn đã không tốt, bà ôm lấy lồng ngực, hít thở không thông, cảm nhận được một cơn nhói như kim đâm. Rất nhanh, bà ngất liệm đi. Phú trông thấy mẹ mình như vậy thì cũng không có ý quan tâm. Hắn lướt nhanh ra khỏi nhà, rồi chẳng mấy đã biến mất tăm. Cùng lúc ấy mưa chút xuống, sấm chớp ầm ầm như một điểm báo xui xẻo. Ngày Phú đuối nước, đi cùng Phú còn có Cương và Công. Họ là anh em họ. Cương là bạn học cùng lớp với Phú, còn Công lớn hơn bọn họ 2 tuổi. Nhà của Công không khá giả bằng nhà của Phú và Cương. Ngày nào Công cũng phải đi cắt rau đem bán cho người ta. Đến mùa thì bắt thêm con cua con lươn, mùa nào thức đấy để kiếm thêm. Năm nay mùa mưa tới sớm, những con lạch, những khe nước đều đầy tôm cá. Lúc Công ăn cơm xong thì trời cũng nhập nhoạng tối. Cậu mới hí hửng một tay xách xô, bên trong đựng chút mồi thính để bẫy lươn. Một tay thì cầm đèn pin chuẩn bị rời khỏi nhà. Muốn bắt được lươn thì phải ra tới ngoài đồng. Ở đó có một khoảng ruộng lớn bị bỏ hoang mấy năm nay. Cỏ mọc tùm nên có nhiều hang lươn, cua đồng. Công mới chạy sang rủ Cương đi cùng, nhưng Cương còn phải học bài để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Bố mẹ không cho đi. Vậy là Công một mình lầm lũi bước đi trong con ngõ nhỏ. Đi chừng hơn 500 mét thì ra đến đoạn đồng hoang. Xung quanh inh ỏi tiếng ếch nhái kêu vang, xen với cả tiếng cóc nghiến răng ken két. Cái bóng gầy gò của Công phản chiếu xuống mặt nước. Bởi vì đã quen nên dù xung quanh không có ai nhưng cậu cũng chẳng sợ sệt. Vừa soi đèn vừa nhìn chăm chăm xuống mặt nước tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc Công đã bắt được gần chục con lươn to bằng ngón chân cái.
toàn thân chúng bóng loáng dưới ánh đèn, lớp da trơn nhầy màu nâu đất khiến cho Công thích chí mà cười to. Cậu nhầm tính, nếu bán hết được chỗ này chắc cũng được khoảng hơn 100.000, tiêu rẻ sẻn chắc cũng phải nửa tháng mới hết. Trời càng về khuya càng nhiều sương, lưng áo của Công ướt đẫm mồ hôi. Cậu lần theo bờ ruộng tới một vũng nước lớn thoáng cỏ. Công ngồi bên bờ để rửa tay chân, đang kỳ cọ vết bùn trên bắp chân thì lũ lươn vết cua trong xô đột nhiên bỏ loạn xạ. Sự chuyển động của chúng mạnh tới nỗi làm cái xô xít thì đổ ụp xuống ruộng. Công lắc cái thùng qua lại một lần, sau đó vớt một chút nước bỏ vào trong xô. Lũ lươn oằn mình lên như thể chúng đang bị một bàn tay vô hình đuổi bắt. Quằn quại như thế một hồi, cả lươn và cua mà Công vất vả bắt được tự dưng lăn đùng ra chết. Công hoảng cả lên, bình thường lũ lươn này sống dai lắm, sao đang yên đang lành lại lăn ra chết cả thế này. Vừa tiếc của lại vừa thấy lạ, Công hoang mang nhìn xung quanh. Đột nhiên, cậu nghe thấy những âm thanh sột soạt như có người đang rẽ cỏ mà bước đi. Đã vậy còn càng ngày càng gần. Công giật mình nhìn về phía xa. Xa xa quả thật có một bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng. Toàn thân cao lớn lênh khênh, chân tay gầy gò tong teo như mấy khúc củi mục. Người đó cao phải tới hơn 2 mét. Vì trời tối nên Công không trông thấy rõ mặt, chỉ thấy từng khớp xương của người kia như muốn lìa ra sau mỗi bước đi nặng nhọc. Công ngồi nhìn mà toàn thân cứng đờ. Mãi đến khi kẻ đó đã tới gần chưa tới 10 bước chân thì Công mới hoàn hồn, định co giò chạy đi. Nhưng do hoảng quá nên là cậu bị trượt ngã xuống bùn. Cả người lấm lem bẩn thỉu, nhưng Công không có thời gian để ý. Cậu giống như là con cá mà nằm trên thớt, chỉ trong tích tắc đã bị cái bóng đèn cao lớn kia bao phủ toàn bộ. Cái bóng đèn thì cứ đứng đó nhìn Công chằm chằm. Tứ chi của Công giống như là không phải là của mình, nhấc tay nhấc chân như bị điều khiển. Cậu tự bốc một con lươn chết lên rồi đưa vào trong miệng. Vừa há miệng đã suýt thì nôn ra, nhưng Công không làm chủ được. Tay của cậu đưa cái con lươn dài bằng hai gang tay lên, đưa sát tới miệng như ép Công phải nuốt xuống. Người kia cứ đứng trơ mắt ra nhìn. Trước khi Công ngất xỉu, cậu vẫn nhớ mang máng gương mặt của đối phương. Gò má gầy quắt, quầng mắt trũng sâu, chỉ có cặp mắt là đỏ ngầu như màu máu sáng lên dưới ánh trăng. Cơ thể hắn từ trên xuống dưới đen đúa như là khúc cây bị thiêu cháy vậy. Công nghe được vài tiếng ậm ừ phát ra từ trong cổ họng của tên kia, nhưng cậu không hiểu hắn đang muốn nói gì. Công quỳ dưới chân hắn, cậu còn chẳng biết đấy có phải là người hay không. Sống lưng đầm đìa mồ hôi lạnh, con lươn suýt thì trôi tuột vào bụng. May là cơn buồn nôn ập tới, con lươn trong tay cứ nhè ra lại nuốt vào. Cuối cùng vì bị nghẹn mà hít thở không thông, tầm mắt mở đục đi. Sau lưng Công là những tiếng gọi hoảng hốt rất quen thuộc, đang gọi tên của mình. Cậu ngất đi mà không biết gì nữa. May phúc làm sao khi người chú của Công tìm thấy cậu trước khi cậu bị ngạt mà chết. Người chú này nhà ở ngay đối diện cánh đồng này, bình thường cứ ăn tối xong là đi ngủ luôn. Ấy thế mà hôm nay nằm mãi cũng chẳng vào giấc được. Lúc mà chú ấy cõng Công chạy về đến nhà mới ngồi kể rõ sự tình cho bố mẹ của Công nghe. Chú bảo lúc Công gặp nạn ấy, thì chú đang nằm trong nhà. Tự nhiên ruột gan cứ bứt rứt không yên, mãi mới chập chờn mê man, thì mơ thấy bà nội của Công. Bà cụ mất cách đây hơn chục năm rồi, nhưng vì hợp với Công nên vẫn cứ đi theo phù hộ cho cháu. Bà ấy chống cái gậy gỗ cứ đi qua đi lại ngoài cửa, tiếng gậy gỗ gõ đột đột xuống nền, miệng không ngừng gọi tên chú. Thằng Út đâu rồi? Mày chạy ngay ra ngoài đồng đón thằng Công về đây cho mẹ, nhanh lên! Không nó giết thằng bé mất thôi. Nhanh, dậy nhanh lên. Lúc đó chú bật dậy như cái lò xo, chẳng nói chẳng rằng lao ra hướng cánh đồng. Thấy xa xa có ánh đèn pin loang loáng thì đi nhanh tới. Lúc chú ấy tới gần chỗ Công, thấy cháu nửa người ở trên bờ, còn mặt thì đang cục hẳn xuống dưới. Cơ thể ngả nghiêng, suýt thì đổ xuống dưới ruộng. Chú của Công hoảng hốt mới kéo cháu lên khỏi mặt nước.
Bất giác có một tiếng ùm rất to phát ra từ sau lưng, giống như có con gì nhảy xuống nước vậy. Quay lưng này thì chẳng thấy ai. Lúc ấy không hiểu sao sống lưng của chú lạnh toát. Ngay lúc đó chú của công đoán ra là có thể cháu mình bị ma trêu quỷ nhát, nên bà nội mới về gọi người cứu. Công lúc này đã bất tỉnh, chú bế cháu trên tay cắm đầu chạy về, không dám ngoái đầu lại nhìn. Công được đặt nằm lên giường, người ngợm mềm nhũn như con chi chi. Còn lườn bàn nấy vẫn còn nằm vắt vẻo một nửa ở trong miệng. Mọi người rối rít lôi con lươn ra, rồi nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện. Trên chiếc giường trắng muốt, Công phát sốt liên tục, toàn thân run lên như cầy sấy, còn liên tục nói mớ xin tha mạng. Bố mẹ của Công thức cả một đêm trông con, nhìn Công như vậy mà họ đứng ngồi không yên, cứ nghĩ con bị cảm sốt bình thường. Đâu ngờ một trận ốm này khiến Công nằm liệt giường suốt gần 2 tuần. Bác sĩ giữ Công ở viện để làm đủ thứ xét nghiệm, nhưng cũng không có khám ra bệnh gì. Gia đình Công đành xin cho con xuất viện để về nhà theo dõi. Vì sốt cao kéo dài, cơ thể Công vốn đã gầy lại càng gầy hơn. Cơ thể yếu đến mức ăn uống sinh hoạt còn không thể tự chủ, khiến cho gia đình rất vất vả. Hôm Công từ bệnh viện trở về nhà thì tin dữ lại từ bên nhà Cương truyền tới, khiến trên dưới gia đình lại một phen náo loạn không yên. Cương và Công học cùng một trường nên Công nhận trách nhiệm giao giấy khám của bệnh viện cho ban giám hiệu nhà trường để xin cho Công nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Trên đường về, đi ngang qua cánh đồng, Cương đã bị tai nạn. Lúc ấy trên đường chẳng có ai, thế mà cậu lại mất lái rồi lao cả người cả xe xuống dưới mương nước dùng để tưới tiêu, suýt thì chết đuối dưới mương. Trưa hôm ấy, lúc Cương tan học ra về thì trời vẫn đang nắng chang chang. Hai bên là đồng lúa chín vàng ươm, ánh nắng hắt xuống khiến hai mí mắt của Cương cứ nặng trĩu, nhưng tay lái thì vẫn vững vàng lắm. Lúc đi tới gần ngã tư thì đột nhiên Cương trông thấy phía trước có một người đang đứng vẫy xe. Giữa trưa nắng xung quanh chẳng có ai, Cương nghĩ người ta muốn đi nhờ xe một đoạn nên vui vẻ dừng lại gần, cách khoảng 3 bước chân. Người đứng đối diện là một người đàn ông, mặt mũi sưng phù kỳ lạ, quần áo ướt đầm đìa. Cương thấy lạ nên mới gọi to, hỏi có cần mình giúp không. Nhưng người đàn ông chỉ cười chứ không nói gì. Gương mặt của người đó giống như là bị úng nước, từng thớ da thịt khi cười lên xô nhắn lại với nhau, căng phồng như sắp vỡ tới nơi vậy. Nhìn qua cứ thấy nhợn nhợn mắc ói, nhưng không hiểu sao Cương lại có cảm giác vừa lạ vừa quen. Thấy không ổn, Cương mới bèn lùi lại 2 bước, định bỏ đi không giúp nữa. Nhưng người đàn ông nhanh nhẹn túm lấy một cánh tay của Cương rồi ghì xuống, lực mạnh đến nỗi tưởng chừng như sắp bị bẻ gãy xương vậy. Theo phản xạ, Cương mới la lên oai oái vì đau. Người trước mặt càng thích chí cười to. Dưới chân chỗ người đó đứng đọng cả một vũng nước lớn, nhầy nhầy hôi tanh. Người đàn ông mới ghé sát vào bên tai của Cương, nói ra những câu rất khó hiểu. Cương, đi với tao, đi xuống đây chơi vui lắm. Mày thích tắm nhất còn gì, đi xuống đây, thằng Công cũng đang ở đây rồi. Tao bắt được vía của nó rồi, sớm muộn gì chúng mình cũng được đoàn tụ. Nào, đi thôi, đi theo tao. Ngay giây phút ấy, Cương nhận ra ngay đó là giọng nói của Phú, nhưng nghe cứ nghẹn nghẹn. Phú nói ra câu nào, Cương nổi da gà lên tới đấy. Phú cười nham nhở, nước da trắng bệch, cái lưỡi cứ đảo qua đảo lại trong khoang miệng. Cương cố đánh lái để tránh khỏi sự khống chế của Phú, nhưng cơ thể Phú lạnh và cứng như đá, kìm chặt Cương như cái lưỡi câu mắc vào mang cá. Cương biết chạy không thoát, cậu hoảng loạn tới suýt khóc, van xin người bạn quá cố. Mày bỏ tao ra, tao không đi đâu. Tao không đi đâu. Mày chết rồi mà. Tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Mày không thoát được đâu. Mẹ tao nói tất cả là tại chúng mày không chịu cứu tao. Tại chúng mày nên tao mới chết. Tao chết rồi ai cho mày sống? Ai cho mày sống? Mày với thằng Công phải đi theo tao. Mày
Mày nói láo, là do tự mày, là mày đòi bơi ra chỗ cọc gỗ. Tụi tao đã cản mày rồi, nhưng mày không nghe. Mày còn chửi tụi tao, vì cứu mày mà anh Công cũng suýt chết. Mày tha cho tao đi, không phải là tại tụi tao mà Phú. Không, tất cả là tại chúng mày, tại chúng mày, tại chúng mày. Phú hét lên, âm thanh chát chúa chói tai khiến Cường ù hết đầu óc. Phú từ từ buông tay ra, Cường vô thức đạp xe như bay. Trước mắt như bị sương mù che mờ. Cường không còn nhìn thấy đường đi, chỉ thấy mờ mờ, nhưng vì sợ hãi nên Cường điên cuồng lao xe bỏ chạy. Cuối cùng cả người cả xe lao thẳng xuống cống xả nước tưới tiêu, suýt thì chết đuối. Cường cảm nhận được toàn thân lạnh run, nước tràn vào từ mũi, miệng, lỗ tai. Cường cố vùng vẫy nhưng như có một bàn tay vô hình túm chặt lấy cổ của Cường không chịu buông. Cường bị choáng sau đó ngất đi, cơ thể cứ thế chìm dần xuống mương, sau đó không biết gì nữa. Lúc Cường được đưa về nhà, trên trán có một vết thương khá lớn, có lẽ do lúc ngã xuống đã đập đầu vào đá kè. Tuy Cường giữ được mạng do được cứu lên bờ kịp thời, nhưng cậu cũng giống y như Công, cứ hôn mê bất tỉnh mãi không dậy. Trong lúc nhốn nháo, mọi người không để ý tới bà Lương đang đứng run rẩy ngoài cột hiên, trên dưới cơ thể ướt sũng, còn dính toàn bùn đen hôi rình. Bà lầm lũi đi về nhà, vừa đi vừa khóc, gương mặt khổ sở méo mó như già đi cả chục tuổi. Trong đầu của bà Lương là biết bao suy nghĩ đấu tranh với nhau. Cuối cùng, tất cả những chuyện này cũng do bà mà ra. Thật ra vào ngày Phú gặp tai nạn, cậu đang chơi ở nhà của Cương. Công cũng có mặt ở đó. Lúc cả ba đang chơi game thì Phú nảy ra ý định muốn đi bơi. Lúc ấy trời đang nắng chang chang. Cương đã nói là không có muốn đi, nhưng tính tình của Phú ngang ngược, đã muốn thì phải làm bằng được. Phú giận dỗi mặc kệ hai người bạn của mình mà bỏ đi một mình. Công sợ xảy ra chuyện nên đành bảo Cương đi cùng. Lúc đang bơi ấy, Phú thách hai người bạn xem ai sẽ bơi được ra giữa sông rồi bơi về. Nhưng anh em Cương sợ không dám bơi, vì ở giữa sông nước sâu mà còn hay gặp xoáy nước. Tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng nên Phú đã bơi một mình ra giữa sông để thể hiện. Công bơi đuổi theo Phú nhưng không kịp. Ra đến giữa sông thì Phú bị cuốn vào một dòng chảy xiết rồi bị nuốt chửng xuống lòng sông. Công liều mạng bơi ra cứu bạn nhưng không kịp, còn bị đá sỏi cắt trúng vào hai chân, chảy máu đỏ lòm. Sự việc xảy ra cũng chỉ là một tai nạn, nhưng bà Nương vì sự ích kỷ và cố chấp của mình nên đổ mọi trách nhiệm lên đầu của hai anh em Công và Cương. Hàng ngày bà Lương đều thủ thỉ nói chuyện với Phú, đem tà kiến của mình chuốc sang cho con trai, khiến cho vong hồn của cậu nuôi mối thù hận sâu đậm mà hóa thành quỷ sai. Ngày ngày đòi mẹ cúng cho mình đồ sống. Sau đêm, bà Lương trông thấy Phú ở trong hình hài quỷ dị về tìm mình. Bà đã ý thức được nguy hiểm và muốn ngăn chặn, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị người làng chửi bới. Đó là lý do mà bà Lương cứ chần chừ, cho tới khi Công xảy ra chuyện, bà mới biết con trai của mình đáng sợ tới nhường nào. Chính bà là người đã kéo Cương lên khỏi mương nước, nhờ vậy nên cậu mới giữ được mạng. Cũng do đêm hôm trước Phú hiện về, nói hôm nay nhất định sẽ tìm Cương báo thù. Lần trước báo thù không thành là do gia tiên bên nhà Công bảo vệ, nên mới không bắt đi được. Dẫu vậy, Phú vẫn kịp bắt được một vía. Bà Lương khuyên con quay đầu, nhưng tà tâm trong lòng Phú như con thú dữ sổng chuồng, đâu thể vì một hai câu nói của mẹ mình mà buông bỏ oán hận. Cuối cùng, Phú cũng vẫn hại Cương. Cũng may bà Lương kịp cứu được người. Bà sợ con trai sẽ tìm mình để trách móc, nhưng bà cũng không thể thấy chết không cứu. Trong căn nhà tối om, từng tiếng bước chân nặng nề của bà Lương bị không gian phóng đại lên cực hạn. Hơn một năm qua bà chưa lúc nào quên đi con của mình cả. Nhưng chứng kiến những việc xảy ra ngày hôm nay, bà bắt đầu thấy sợ hãi Phú. Bà Lương mặc nguyên bộ quần áo ướt, lên căn gác tầng 2, quỳ xuống trước bàn thờ quay bằng vải đỏ của Phú. Bà châm lên một nén hương, hương vừa cắm xuống thì đã bốc lửa dữ dội rồi tàn trong chớp mắt.
Bà Lương không thể mạnh mẽ nổi nữa, bà cúi đầu mà khóc lóc thảm thiết. Bên tai là vô vàn tiếng khóc, tiếng hét của Phú, cứ như những mũi dùi đâm thủng lồng ngực của bà. Khóc một lúc lâu, bà Lương mệt lạ, nằm gục xuống đất. Bà nghe văng vẳng tiếng Phú gào lên. Tại sao bà lại cứu nó? Bà là đồ phản bội. Chính bà nói với tôi là chúng nó đáng chết cơ mà. Bà có tin tôi bóp chết bà không? Bà không cản được tôi đâu, đừng có xía vào. Phú ơi, là lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ. Tại mẹ nên con mới biến thành thế này. Con dừng lại đi, con đừng hại người nữa. Không ai có tội cả, là mẹ bôi bác người ta. Con chết là do tai nạn, không ai hại con cả. Con bắt mẹ đi đi, để mẹ xuống đền tội cho con. Tiếng gió vọng trong căn phòng nhỏ, bà Lương hoàn toàn kiệt sức. Nhưng bà không thể để mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Bà đi về phòng, gọi điện thoại cho ai đó một hồi lâu. Lúc bước ra, cơ thể bà khuỵu ngã xuống đất, nhưng trong lòng thì thanh thản lạ kỳ. Hai ngày sau, một đàn lễ lớn được thực hiện ngay tại mộ của Phú. 6 sư thầy mặc áo cà sa đi cùng ông thầy cúng quen với bà Lương. Họ tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ. Người nhà của Cương và Công cũng được gọi tới. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra, đàn lễ này là do bà Lương nhờ thầy cúng giúp bà sắp xếp. Họ đã nghe được lời thú tội của bà Lương và cùng nhau thống nhất sẽ tìm cách đưa vong của Phú lên chùa. 6 sư thầy ngồi ở 6 góc, họ đồng loạt tụng kinh. Một vị sư trẻ tuổi được xếp ngồi chính giữa. Quanh hông của vị sư này có buộc một sợi dây thừng. Đầu dây còn lại được vị sư lớn tuổi nhất nắm giữ. Các sư tụng kinh rất lâu, xung quanh bắt đầu nổi gió nhẹ. Vị sư trẻ ban đầu ngồi khoanh chân, sau đó cơ thể rung lắc nhẹ nhẹ, càng lúc càng mạnh hơn. Rồi vị ấy nằm rạp cả xuống đất. Rất nhanh sau đó vị sư bật ngồi dậy, hai mắt long lên sòng sọc. Thì ra là vong của Phú đã úp thẳng vào người vị sư trẻ tuổi, điên cuồng gào thét, trong mắt đỏ ngầu dữ tợn. Vị sư thầy lớn tuổi nhất cũng là người đang cầm dây thừng trong tay mở miệng nói chuyện với Phú. Dường số đã tận, sao cứ mãi lưu luyến trần gian, đã sai lại càng thêm sai. Nghe lời sư buông bỏ hận thù, theo sư về chùa tu tập chờ ngày chuyển kiếp. Không, ta không đi đâu hết, ta phải ở đây. Tao phải bắt hai tụi nó đi theo tao. Tao phải ở đây với mẹ tao. Thả tao ra, thả tao ra. Người ta vô tội, cớ sao lại ôm hận thù như vậy? Không ai hại con cả, đều là số trời. Duyên của con ở kiếp này cạn rồi. Người chết là hết, đừng để tội chồng tội. Muôn kiếp không được siêu sinh. Phú trong thân xác của vị sư không trả lời sư thầy, mà quay sang lườm mẹ mình. Bà Lương quỳ xuống vừa vái vừa lạy, không ngừng khóc lóc mong Phú hãy đi cùng các sư thầy. Phú tức giận, cơ thể rung lên bần bật, định thừa cơ mà chạy trốn. Nhưng xác của vị sư đang bị trói dây thừng nên hắn thoát không nổi. Vị sư thầy già nua một tay nắm đầu dây, từ từ đi tới phía sau của Phú. Sư lấy chung rượu bên bàn thờ xoa vào lòng bàn tay, rồi đi tới đặt tay lên đầu của vị sư trẻ. Phú trong thân xác đột nhiên quỳ xuống đất, giống như có một sức nặng đang đè lên người, ép Phú phải quỳ. Ban đầu Phú vẫn chống đối ngoan cố, không chịu nghe lời, còn chửi bới các sư, thậm chí còn làm bị thương cả thân xác của vị sư trẻ. Nhưng các sư vẫn luôn rất nhẹ nhàng với Phú. Các sư khuyên dạy rất nhiều, đồng thời tất cả mọi người, gồm bà Lương và gia đình của Cương và Công ra sức giải thích, khuyên ngăn. Mãi đến lâu sau, Phú mới hiểu ra những chuyện mà mình đã làm là sai trái hại người. Suy cho cùng, Phú không có lỗi gì cả. Linh hồn non nớt vì chấp niệm của người mẹ mà sinh tâm ma mới dẫn đến kết cục này. Trước khi Phú trả xác cho sư thầy, cậu nhìn về phía bà Lương, người phụ nữ khổ sở khóc tới sưng cả hai mắt. Hai mẹ con không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Phú mỉm cười nhìn mẹ mình. Bà Lương hai mắt rưng rưng gật đầu. Sau buổi lễ hôm đó, các sư thầy mang di ảnh và bát hương của Phú lên chùa, dặn bà Lương hạn chế đến thăm con, chỉ nên đến chùa đốt nhang mỗi tháng một lần vào ngày rằm. Sau 3 năm thì mới được thỉnh bát hương về nhà. Các sư rời đi, ông thầy cúng phụ trách phần còn lại, đó là làm lễ chuộc vía cho Cương và Công.
Điều kỳ lạ là sau khi thầy chuộc vía thành công, Cương và Công đều đã tỉnh lại. Tuy sức khỏe suy kiệt, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, coi như thoát được một kiếp nạn. Bởi vì người mất vía, dù có chuộc lại được thì cũng rất dễ bị ảnh hưởng đến thần trí. Bà Lương sau chuyện đó cũng bị dị nghị nhiều, nhưng lỗi do bà mà ra, giờ còn trách ai được nữa. Gia đình của Cương và Công không làm lớn chuyện vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua. Hơn nữa bà Lương cũng là một người phụ nữ mệnh khổ, chết chồng, chết con, đau khổ quá độ nên mới sinh ra cơ sự này. Độ vài năm sau mọi người không thấy bà Lương nữa, nhà cửa cứ để hoang không ai ở. Phải rất lâu sau mới biết là bà Lương đã đi tu. Bà tu ngay tại ngôi chùa mà năm đó các sư đã đưa con trai bà về đó. Bà Lương xuống tóc, trở thành một tăng ni khi tuổi đã xế chiều. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết quý vị có cảm nhận gì, suy nghĩ gì về tập truyện này, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Hãy nhớ like, share và đăng ký kênh nếu quý vị chưa kịp đăng ký kênh Nhà Ma và cả kênh Người Dẫn Đường Quái Âm để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Còn bây giờ thì sắp sửa đến khung giờ phát sóng những câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi. Mời quý vị ghé kênh để chúng ta cùng gặp nhau và cùng lắng nghe tiếp những tập truyện thật hay trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ tất cả các tối trong tuần quý vị nhé.